Chào cả nhà, hôm nay mình lại mời cả nhà cùng mình vào bếp chế biến một món ăn mới nha. Thực hiện món ăn này, chúng ta cần chuẩn bị nửa ký sườn heo. Các bạn đem rửa sạch, trần sơi qua nước ấm và để ráo nước. Mật ong rừng nguyên chất. Như ở nước ngoài, các bạn có thể sử dụng mật ong nước ngoài để thay thế. Tuy nhiên, nó không có sánh và không có đậm đà bằng mật ong của Việt Nam mình. Chuẩn bị tương cà, dầu hào, dầu điều. Dầu điều có thể mua loại dầu người ta đã thắng sẵn hoặc mình mua hạt điều về mình thắng với dầu rồi ra dầu điều thôi. Bột khoai tây, nếu không có bột khoai tây mình có thể sử dụng bột bắp, bột năng hoặc bột mì đều được. Ở đây mình chia bột khoai tây ra hai phần, phần to hơn là 2 muỗng dùng để áo bên ngoài lớp thịt, phần còn lại mình sử dụng khoảng 1 muỗng khoai tây để làm nước sốt thịt. Nửa muỗng cà phê bột nêm, nửa muỗng cà phê muối, một nhánh gừng. Gừng thì mình giã nhỏ vắt lấy nước. 2 tép tỏi băm nhuyễn ra. Nửa củ hành tây mình cũng băm nhuyễn ra. Và cuối cùng là bột ngũ vị hương. Tất cả các nguyên liệu như tương cà, dầu hào, dầu điều, bột khoai tây hay ngũ vị hương, các bạn sử dụng loại nào cũng được và đều dễ dàng tìm thấy ở các siêu thị ở Việt Nam. Riêng mật ong rừng nguyên chất, mình mua ở một chỗ bán rất là uy tín với giá là 500 ngàn một lít. Nếu các bạn có nhu cầu cần mua mật ong rừng nguyên chất thì các bạn liên hệ số Zalo bên dưới nha. Vì mình thấy người thân và bạn bè mình ở các thành phố lớn như Sài Gòn, Bình Dương đó thì đều mua mật ong với giá rất là đắt, 800 ngàn trở lên. Cho nên ở đây mình chỉ mua có 500 ngàn một lít. Mà chất lượng thì mình đã thử qua rồi, bảo đảm là nguyên chất 100%. Sẽ cùng vào bếp thực hiện với đầu bếp chính nha các bạn. Bây giờ như vậy là mình cho hạt nêm. Đấy, sau đó là cho một chút hành. Một chút tỏi. Thôi. Và cho nước gừng thì mình cho hết. Sau bắt đầu mình nhào. Cho một chút dầu hào, một chút thôi, không nhiều. Đó. Đấy, bây giờ như vậy là mình cho đến cái bột ấy vào đây, bột khoai tây. Khoai tây để tạo thành một lớp áo. Ở bên ngoài mình chiên cho nó giòn, nó cứng. Thêm một chút nữa. Xong, cho một chút ngũ vị hương. Cho thơm. Bây giờ mình để chừng khoảng 15-20 phút để cho nó ngấm gia vị. Sau đó là mình sẽ đưa lên trên bếp mình chiên. Rồi, các bạn chờ nhé. Sau khi mình đã ướp 15-20 phút thì mình cho dầu vào chảo để cho nóng dầu. Thì mình bắt đầu chiên nha các bạn. Hồi nãy mình áo bên ngoài lớp bột khoai tây cho nên khi bỏ thịt vào dầu nó cũng sẽ không có bị bắn dầu ra bên ngoài.
vì chảo to cho nên mình bỏ vào chiên một lượt hết nha. Mình chảo nhỏ thì mình sẽ chia lượt ra mình chiên. Các bạn bỏ vào cho nạp nếm thường là được, không ít quá cũng không nhiều quá. Mình cứ đảo lại các bạn. Như bạn thấy là mấy miếng thịt bắt đầu vàng ưng, mình trong rất là đẹp mắt. Để một lúc nữa cho nó chín đều, hết trơn miếng thịt thì mình mới gấp ra nha các bạn. Giờ khi mình đã đảo đều rồi, mình thấy là cái miếng thịt nó đã vàng đều rồi, mình tắt bếp bắt đầu cho ra đĩa nha các bạn. Bạn nhìn miếng thịt vàng ưng trông rất là đẹp mắt. Các bạn nhớ tắt bếp để trong quá trình mình gấp thịt ra đó, mình không gấp kịp thì miếng còn lại sẽ bị cháy. Bạn có thể dùng giấy thấm dầu để thấm bớt cái lớp dầu này. Đây, dĩa thịt sau khi mình đã chiên xong, giờ tới mình chuẩn bị làm nước sốt. Các bạn xem lại cái dĩa thịt mình chưa có chan nước sốt vào mà trông rất là đã hấp dẫn rồi. Rồi mùi thơm thì nó cứ dậy lên. Giờ mình chuẩn bị làm nước sốt. Bây giờ mình sẽ làm nước sốt. Đầu tiên các bạn cho chút dầu vào chảo. Sau đó mình sẽ cho cái phần tỏi băm và hành băm mới nãy đó mình đã cho ốc thịt còn đó các bạn vào phi. Đi thơm lên. Cái vàng thôi nhé, đừng có cháy quá. Sau đó mình cho nước vào. Nếu bạn thích vàng hơn thì mình sẽ phi vàng, hành với tỏi vàng hơn tí ha. Ở đây mình phi còn trắng trắng thôi. Đun sôi lên một chút, đến khi nước sôi thì mình bắt đầu cho tương cà vào. Bắt đầu bạn mấy bạn cho tương cà vào. Đây mình cho khoảng nửa giá tương cà đó. Loại này hay loại kia. Rồi sau đó mình sẽ cho cái mật ong rừng nguyên chất mà mới nãy mình nói đó mấy bạn cho vào. Mình cho khoảng ước lượng chừng một giá. Ví dụ mình thích ăn ngọt thì mình bỏ nhiều mật ong hơn. Có thể có thêm đường. Nếu như mà ngoài ra mình có thể bỏ thêm đường nữa. Ở đây thì mình không có sử dụng đường cát ha. Các bạn nào quen ăn đường thì mình bỏ đường vào. Rồi sau đó mình đảo đều. Nấu sôi lên một tí nữa thì mình sẽ bỏ thêm một chút dầu điều vào để cho cái phần nước sốt nó trông đẹp mắt hơn. Khi bỏ dầu điều vào thì bắt đầu màu nước sốt nó đã lên màu đỏ rất là đẹp. Cộng thêm nó có cái màng của lớp dầu
trông rất là bắt mắt nha các bạn. Để một lúc cho nước sôi, mình trong thời gian chờ nước sôi thì mình sẽ cho nước vào một muỗng bột bữa nãy mình chuẩn bị đó. Rồi đó, sau đó mình sẽ đổ vào đây để tạo cái độ sánh cho nước sốt. Mà nếu như khi mình cho bột vào mình cảm thấy là chưa đủ độ sánh thì mấy bạn cứ tiếp tục cho thêm bột cũng không sao. Ở đây mình cho một muỗng bột, ban đầu thì nước sốt nó đã sánh nhiều rồi. Sau đó mình sẽ cho cái thịt mà mình đã chiên lên mới nãy đó vào nấu chung, nấu chung cho nó thấm vị của nước sốt. Rồi mình để nhỏ lửa và đảo đều. Các bạn để một lúc cho nó ngấm gia vị từ trong cái nước sốt, ngấm mật ong nè, ngấm chương cà vào trong cái lớp thịt. Xong rồi thì mình bắt đầu tắt bếp và chuẩn bị bày ra đĩa thôi. Giờ mình gấp thịt ra dĩa thôi. Bạn trông thấy mấy cái miếng thịt trông giòn ngon, mà nó không có đẹp bằng ngoài. Tí nữa thì ánh sáng này mới đẹp. Thơm quá các bạn ơi, thơm mùi của mật ong. Bày ra đĩa thì mình sẽ gắt lên đó một ít mè, rồi mấy bạn khéo tay thì có thể trang trí lên đó những cái bông hoa bằng dưa leo, cà rốt nè. Ở đây các bạn nhìn thấy là cái miếng sườn chiên mật ong trông rất là đẹp mắt không? Nó thấm đều cái màu của mật ong á, nó đỏ ngậy vậy đó, rất là ngon ha. Nhìn thôi đã thấy đói bụng rồi đó. Cả nhà ơi, trông ngon quá. Nhìn thì nó ngon mắt, nhưng mình ăn thử xem nha. Cả nhà trông nè. Ui, cái miếng thịt nó thấm đều mật ong, trong cái màu đỏ của mật ong và dầu điều, trông rất là hấp dẫn. Mùi ngon của thịt. Khi mà mình cắn vào miếng thịt đó thì thịt rất là mềm, mình cảm nhận được cái mùi ngọt thơm của mật ong. Thịt thì nó mềm, nó thấm đều ngũ vị hương bột niêm, hòa quyện với cái mùi thơm của mè nữa. Bùi. Nó rất là bùi. Cả nhà nhớ là cuối tuần rồi mình cùng vào bếp thực hiện món ăn này cho cả gia đình mình nhé. Chúc cả nhà một ngày cuối tuần thật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Ngon lắm cả nhà ơi, cả nhà nhớ thực hiện nha. Cảm ơn cả nhà đã xem video của mình. Chào tạm biệt cả nhà. Rồi, chúc cả nhà ngon miệng. Ngon quá rồi. Mà con đang hết.
mình cầm cái con trứng, làm như nào ra đây cho nó như thế này, đúng không? Con của ta, bà cực kỳ người không muốn ăn cái bốc, con cái bốc gì vậy? Con của ta, con của ta cầm cái trứng gì vậy? Là mình ăn cái con trai nào? Phi đâu cái cháy nó ngon, cái cháy bị cá nó ngon, rồi nó sẽ đánh mình một lần bị cháy, cái gì mà phi đâu, cái thơm nó không, nó phi làm gì? Cứ quay luôn giặt, giặt phải giặt này gì? Ngon thế, giặt luôn. À, anh cũng tao biết rồi, chưa, tao biết rồi. Nhờ, em ăn cái này của anh nữa thì thôi. Thế còn cái này về thì tôi nhưng mà nước của em, nhờ nước này của anh. Ngon quá nên không thể được, không thể cỡ được nên chia đôi. Anh không kịp dùng bữa phải dùng tay bốc lên anh. Bốc lên thôi, này cho anh khóc hết còn gì để cho anh. Cho anh chào bấm chung thân, đào đặn như vậy nhé. Ngon. Quay nữa. Anh bảo dưới đĩa luôn. Đâu, anh biết rồi, thế là dưới đĩa luôn. Ngon ngon của anh đấy. Ngon quá nhỉ, nó chụp nào không? 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 Nó chụp nào không?